Ngày 24 tháng 2, Công an huyện Thạnh Hóa, Long An cho biết đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Long An điều tra làm rõ vụ án mạng trên địa bàn xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa. Nạn nhân là chị T, 44 tuổi, quê phường Tăng Nhân Phú B, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, đang sinh sống tại xã Tân Hiệp, bị sát hại chôn ở bãi rác đã được tìm thấy và bàn giao gia đình lo hậu sự. Theo chính quyền xã Tân Hiệp, chị T lên vùng biên giới của xã mua đất để canh tác, sau đó cất nhà ở tại đây khoảng 3 năm nay. Chị sống chung cùng một thanh niên quê ở Quảng Ngãi. Trước đây anh này làm công nhân xây dựng công trình nhà yến của hộ dân tại xã Tân Hiệp, sau đó làm bảo vệ dọn dẹp khu vực nhà nuôi chim yến này. Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An thông tin đã bắt được nghi phạm ngày hôm qua 23 tháng 2, nhưng do đang điều tra nên chưa thể cung cấp cụ thể nơi bắt và tên tuổi đối tượng. Trưa ngày 24 tháng 2, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết không có việc người dân mất xe máy phải trình báo nhiều phường nhưng không được giải quyết như trên mạng lan truyền. Theo đó, ngay từ chiều ngày 23 tháng 2, khi nắm thông tin vụ việc người dân trên địa bàn thành phố Dĩ An mất xe máy, lần theo định vị và phát hiện xe cất giấu trong một phòng trọ thuộc địa bàn phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên đã chỉ đạo lực lượng chức năng sử dụng các biện pháp nghiệp vụ chờ đối tượng trộm cắp về bắt giữ. Tuy nhiên, đến khuya, đối tượng không về phòng trọ. Người mất xe bức xúc khi phải chờ đợi đã đưa các thông tin không chính xác. Thực tế, ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã đưa hai xe bị mất về phường Bình Hòa. Trao đổi với phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, đại diện lãnh đạo công an phường Vĩnh Phú cho biết sự việc mất trộm xe được phát hiện trên địa bàn phường Bình Hòa và ngay khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo công an phường đã trực tiếp làm việc với người mất xe, lập hồ sơ vụ việc, phối hợp với các đơn vị đưa hai xe về phường. Cục Hàng không Việt Nam vừa thông báo đến các hãng hàng không Việt Nam về việc phải tạm thời lùi thời hạn khai thác đến Trung Quốc đến cuối tháng 4 hoặc sang tháng 5 năm 2023 để chờ các quyết định tiếp theo của Trung Quốc về việc cho phép khách du lịch đến Việt Nam. Theo Cục Hàng không Việt Nam, giữa tháng 2 năm 2023, ngành du lịch Trung Quốc công bố mở lại tour du lịch đến 20 quốc gia, nhưng Việt Nam không có tên trong danh sách này. Do đó, kế hoạch khai thác của các hãng hàng không Việt Nam tới Trung Quốc sẽ bị chậm lại. Ngày 24 tháng 2, Ủy ban Nhân dân phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu cho biết đã đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ, giữ người trái pháp luật của ông Đào Chí Tâm, 34 tuổi, ngụ thành phố Bạc Liêu. Trước đó, chiều ngày 23 tháng 2, Ủy ban Nhân dân phường 7 phối hợp với Phòng Quản lý Đô thị thành phố Bạc Liêu kiểm tra công trình xây dựng do ông Tâm làm chủ. Bước đầu phát hiện, ông Tâm vi phạm hành chính, tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng theo quy định, chiếm dụng đất hành lang an toàn đường bộ để xây dựng nhà ở trái phép. Đến tối, khi các thành viên trong đoàn đến kiểm tra thì tiếp tục bị ông Tâm ngăn cản, không cho lực lượng vào công trình. Lúc này, ông Tâm khóa trái cửa nhốt cán bộ địa chính, xây dựng đô thị và môi trường phường 7 và thành viên đội quản lý đô thị thành phố Bạc Liêu bên trong. Đến khi công an phường 7 can thiệp, ông Tâm mới mở cửa cho hai người này ra ngoài. Tối cùng ngày, cơ quan chức năng thành phố Bạc Liêu đã niêm phong căn nhà xây dựng không phép của ông Tâm. Ngày 24 tháng 2, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 người dân ở thôn Làng Cát, xã Đắc Trong, huyện Đắc Trong, tỉnh Quảng Trị với tổng số tiền 625 triệu đồng vì đã thực hiện hành vi phá rừng trái pháp luật. Ngoài việc Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị xử phạt 4 cá nhân nêu trên, Ủy ban Nhân dân huyện Đắc Trong cũng xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 cá nhân khác với tổng số tiền 162,5 triệu đồng. Trước đó, ngày 18 tháng 4 năm 2022, cơ quan chức năng phát hiện tình trạng phá rừng tại tiểu khu 699 và 708 thuộc địa bàn xã Đắc Trong. Qua kiểm tra phát hiện 17 vị trí rừng tự nhiên bị phá với diện tích 18,64 hectare, trong đó rừng tự nhiên do Ủy ban Nhân dân xã Đắc Trong quản lý là 5,58 hectare, rừng tự nhiên do cộng đồng thôn Ba Tầng quản lý 1,48 hectare và rừng tự nhiên giao cho hộ gia đình là 11,28 hectare. Ngày 24 tháng 2, giáo sư tiến sĩ Trần Bình Giang, giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho biết, các bác sĩ của bệnh viện lần đầu tiên thực hiện thành công ca ghép tim và ghép thận cùng lúc trên một bệnh nhân. Bệnh nhân được ghép tạng là anh Quy, 37 tuổi, ở tỉnh Gia Lai, bị mắc bệnh cơ tim giãn, suy tim và rối loạn nhịp nặng, dẫn đến suy thận giai đoạn cuối,
phải chạy thận nhân tạo liên tục 5-6 năm nay và thường xuyên điều trị cấp cứu ở các trung tâm tim mạch lớn ở thành phố Hồ Chí Minh và Huế. Do tất cả các biện pháp điều trị nội khoa không mang lại kết quả, nên bệnh nhân đã được các bác sĩ hướng dẫn đi phẫu thuật ghép cả tim và thận. Đến đầu tháng 2 năm 2023, sau khi có một bệnh nhân bị chết não do chấn thương sọ não rất nặng, đã được gia đình đồng ý hiến đa tạng để cứu các ca bệnh nặng khác. Bệnh viện Việt Đức đã quyết định ghép tạng cho anh Quy. Ngày 15 tháng 2, ca phẫu thuật ghép tim và thận được thực hiện trong 10 tiếng. Đến nay là ngày thứ 8 sau phẫu thuật ghép tạng, các chức năng của tim và thận của anh Quy đã phục hồi gần như bình thường. Bệnh nhân đã có thể ngồi dậy ăn uống và giao tiếp, không cần các phương tiện hỗ trợ đặc biệt về tim mạch và hô hấp.